Trả lời phỏng vấn báo Matichon của Thái Lan ngày 24 tháng 12, huấn luyện viên tuyển Thái Lan Mano Polking kêu gọi Việt Nam hãy chấp nhận kết quả thất bại và đừng nên đổ lỗi cho trọng tài nữa. Những sai sót của trọng tài người Qatar, Saud Ali Al Adba ở trận bán kết lượt đi đã khiến giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam hết sức tức giận. Nhưng theo ông Polking, trọng tài đã làm việc công bằng và không có sai sót nghiêm trọng nào. Ông Mano Polking cho biết, tôi muốn nói rằng đôi khi bạn phải chấp nhận kết quả và không chỉ đổ lỗi cho trọng tài. Thay vì chỉ trích điều này, các bạn hãy trở lại để tập trung và chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trong trận đấu lượt về. Tờ Matichon cũng bình luận, huấn luyện viên Mano Polking khẳng định trọng tài làm việc công bằng. Ngoài một vài chi tiết nhỏ, ông không thấy có sai sót nghiêm trọng nào từ trọng tài. Ông Mano Polking từng dẫn dắt câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh ở V-League, góp ý các cổ động viên Việt Nam phải bình tĩnh để tạo nên trận đấu lượt về đáng nhớ. Ông nói, trò chơi chưa kết thúc và cơ hội vẫn còn ở ra. Tôi hiểu rằng mọi người đều yêu mến đội tuyển Việt Nam nên mới thể hiện như vậy. Nhưng hãy tạo nên một trận đấu đáng nhớ ở bán kết lượt về.